Dạ anh em, hôm nay 11 tháng 3 mới về thêm được hai cái lốc bơm nhất rời 110 hàng zin theo xe. Anh em nào có nhu cầu alo em, số điện thoại là 0933 996 332. Thì tất cả những lốc này đúng hàng zin theo xe, tình trạng là nguyên zin, lốc rã máy lần đầu, không lỗi lầm, không sơ mi, không nứt bể, bơm đồ hoạt động tốt bình thường ha. Anh em có nhu cầu liên hệ em. Giá cho một cái lốc bơm 110 zin theo xe này là mình bán là 1,2 triệu một miếng. Đúng hàng zin theo xe nha anh em, không lỗi lầm, răng cỏ là ok, lốc rã máy lần đầu, chưa vệ sinh ha. Anh em nào có nhu cầu alo em. Giá 1,2 triệu bao gồm lốc và bộ bơm, ngoài ra là không có gì thêm ha. Hàng có sẵn hai miếng. Anh em nào có nhu cầu mà mua lốc bơm zin chính hãng mới tinh 100% chưa sử dụng em vẫn có luôn, giá là 1,7 triệu.